Ở đây có người nào mà sợ cái chuyện vãng sanh không? Và chúng ta đang nói về cái gia đình của người bệnh. Xin chư vị mở trang 178. Câu gì? Trong trường hợp người bệnh bị đau đớn quá mức, cũng khó niệm Phật được. Có thể dùng một liều một pin nhỏ cần thiết vừa đủ giảm bớt cơn đau, vừa giữ cho người bệnh luôn luôn tỉnh táo, thì mới hộ niệm được. Đúng không như vậy? Đúng Xin nhắc nhớ là chúng ta nói về gia đình người bệnh là gia đình muốn cho người bệnh vãng sanh. Tức là cái gia đình đó cũng là người học Phật, có niệm Phật và hỗ trợ cho người bệnh vãng sanh chứ chúng ta không nói là gia đình người bệnh chung chung của thế gian tại vì người thế gian đâu có biết phản tranh là như thế nào và người thế gian khi mà nghe đến những cái chuyện này nhiều khi người ta không có chấp nhận tại vì ý niệm của người thế gian là còn nước còn tác không thể nào mà đang sống mà cứ nói đi vẫn sanh nói chết vậy <laughs> kẹt quá mà xin thưa thật với chư vị là chúng ta đang tìm cách cứu người thoát cảnh chết mà vãng sanh về Tây Phương thành đạo. Một người tu học Phật mà không đặt cái vấn đề này lên thì thực sự là một điều sơ xuất vô cùng đáng tiếc. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta biết được cái phương pháp giúp cho người khi trong cái cơn tử nạn mà vượt qua cái cảnh chết để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đây là một điều vô cùng quý báu. Mong chị vị phải chú ý. Đừng bao giờ nghe cái tiếng vãng sanh, tiếng tắt hơi là mình sợ. Tại vì mình sợ tức là mình bị đi con đường đọa lạc mình không sợ chết thì mình đi con đường vãng sanh sướng lắm chư vị ơi chư vị mà thấy được những cái clip mà người ta quay lại những cảnh vãng sanh thưa thật cho nếu mà mình hồi giờ mình biết mà gặp clip đó mình cũng vui mình vui dữ lắm và thường thường cho đi thường thường đi nhất là đi về việt nam có những người mình thấy là kể lại những cái nỗi vui mừng của họ khi mà gặp một cái người nhà người ta phản sanh tây phương cực lạc vui lắm chứ vậy ơi có những người mà họ vui mà đem cái nguồn vui đó mà 10 năm qua rồi mà người ta vẫn còn vui thực sự đấy ví dụ như chuyện mới nhất này là chuyện uh, cô diệu diệu nga phải không hay vô cùng đấy hay vô cùng mong cho chủ vị nào phát tâm ra cứ làm những cái clip video đó hay là làm cái đĩa cái băng gì đó đưa lên chân ta thấy nhiều lắm thì muốn cho khỏi trở ngại việc vãng sanh thì còn nhất là cái người bệnh đó đến cái thời điểm cuối cùng đừng có bị mê mang bất tỉnh nếu mà mê mang bất tỉnh về nghiệp chướng thì chúng ta bắt đầu từ hôm nay ráng tu thiện tích phước đừng có khó chịu cái này, khó chịu cái nọ, kình cãi chuyện nọ, kình cải chuyện kia, nó tạo cho mình cái nghiệp chướng không tốt. Những cái nghiệp chướng đó nó làm cho mình mê mang bất tỉnh, thật sự không làm một điều đau lòng. Nhất là xin thưa với chư vị là cái chuyện mà sát sanh hại vật là cái điều mà nên tránh đi, càng tránh nhiều càng tốt. Trong quá khứ mình có thể sát hại sinh vật, ai cũng có cả. Nhưng mà khi biết tu rồi mình thấy mình nên ăn năn sám hối đừng bao giờ sát hại sinh vật. Đừng tổn hại cái mạng sống của chúng sanh. Mong cho vị mới nhớ. Người phàm phu chúng ta thì thường thường những cơn bệnh nhất là bệnh ung thư rồi nó đến. á Mình thấy người ta đau dữ lắm. Nhưng mà mình thấy như cái cô chịu Nga là một người bị bệnh ung thư. Nhưng mà cổ có than cái thở gì đâu. Nếu mà chích một phim vô thì lúc ra đi cô nằm chửi lơ chứ không bao giờ cô Giờ hại tài lệch cô, cô đoán Phật rồi cô đi Không bao giờ có chuyện đó Và có những người người ta không, còn dùng thuốc nữa Ví dụ như ở tại Sydney Năm 2002 cũng có một bà Để lại một rố mây thế này Mà bệnh ung thư Mà khi ra đi hoàn toàn có một tiếng thang tiếng thở nào hết trơn Chính vì thế chứ vậy mới biết là Cái cái câu a di đà Phật Nó bất khả tư nghị Bất khả tư nghị mình cũng tưởng tượng được, được Nhưng mà chỉ có những người thực sự tin Mở hướng được cái phước báo này còn không tin thì tôi chịu thua. Cứ nghĩ là dùng cách này phá nghiệp, dùng cách kia phá nghiệp, chứ vị sẽ thấy. Dùng cái gì phá nghiệp thì cái nghiệp nó cũng dùng tất cả những cách nó nó phá mình. Thực sự. Mình lăn vào trong cái rừng đó mình, mình diệt địch đó. Thì địch nó cũng ở trong rừng, nó cũng núp cái chỗ nào đó, nó chĩa xuống là nó bắn mình cho nó không thà mình đâu. Nhưng cái nghiệp của mình kinh khủng lắm, nó không phải đơn giản như cái khẩu súng AK cho súng M16 đâu. Mà nó là một khối nghiệp như tu duy mà cái phước đức cái lực lượng của mình chẳng qua làm hoạt cát chính vì vậy mà nên phát cái tâm mà đi theo con đường gọi là đới nghiệp vãng sanh gối nghiệp vãng sanh bằng cách là tin tưởng vào câu a di đà phật niệm lên nguyện vãng sanh xin thưa thực với chị vị nếu mà tín nguyện hạnh vững vàng thì nhiều khi không cần một mũi một phiên nào không cần một chắc một phiên nào người ta vẫn tính táo vẫn vui cười ra đi có một chuyến đi về việt nam thì trước một cái đạo tràng cũng trang nghiêm lắm thì một vị sư bà đó mới hỏi là tại sao không không dùng chú đại bi để mà giải nạn. Giải nghiệp chướng. Và chính sư bà đó đã thấy ba người tập chú đại bi sau cùng cái bệnh hết. Thì lúc đó dòng mới mạnh dạng nói với sư bà là sư bà thấy được ba người nhờ chú mà thoát được căn bệnh còn cái ông này mới có mấy năm nay thôi. Mà chính dòng ông này đã thấy mười mấy người niệm Phật mà hết bệnh luôn. Rõ ràng mình thấy rõ rệt là cây chú đại bị cũng diệt nghiệp, cũng phá nghiệp chướng. Mà cái câu A-di-đà Phật cũng phá nghiệp chướng. Người nào tin Pháp nào dùng Pháp đó nhưng mấy câu a di đà phật tuyệt vời một chỗ là Nếu phá không được thì được đới nghiệp vãng sanh Chính những người mà đến lúc ra đi rồi mà một câu a di đà phật mà họ vui vẻ không cần chắc một phiên nào Đây là cái tuyệt vời của cái câu a di đà phật Nó vừa phá nghiệp mà vừa đới nghiệp để đưa mình đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Công đức của câu a di đà phật thực sự bất cả tư nghị Câu ca trong lúc này sự khuyến tấn và hợp tác chặt chẽ của gia đình rất cần thiết để giúp cho người thân thành tựu sự vãng sanh. Đúng không chư vị? Đúng. Xin thưa với chư vị là cái gia đình phải biết điệp Phật. Gia đình phải biết cái đạo vãng sanh. Gia đình mới hiểu con đường thoát ly sanh tử luân hồi là quan trọng thì gia đình sợ tắc chặt chẽ và khuyến tấn người bệnh giúp cho người bệnh lên tinh thần vượt qua ách nặng của nghiệp chướng và họ cởi qua cái nghiệp chướng đó đi về tây phương nếu gia đình mà không hiếu đạo gia đình mà không biết đường vãng tranh tây phương cực lạc gia đình mà còn tham chấp chuyện thế gian quá mức thì xin thưa với quý vị Trong những lúc mà đau khổ nhất của người thân Thì chính gia đình tạo cho người thân Một cái cơ hội đi vào cái chỗ đau khổ hơn mà mình không hay. Cho nên chúng ta nói đây là nó toàn là những người tỉnh táo Và những người biết niệm Phật Khuyến tấn chư vị là phải mạnh dạng tin tưởng Pháp Phật Sự tin tưởng trí thành này này Nó giúp cho chư vị vượt qua cái nghiệp trước khi vượt qua cái gọi là cái nạn khổ gọi là tứ khổ, gọi là cái tứ nạn. Để chúng ta đi con đường gọi là vãng sanh, thoát vòng sanh tử. Mình đã biết Hạ Phật rồi, đừng bao giờ coi cái thân xác này nó quá lớn. Mà coi chừng mình sẽ thất vọng, ê chề. Tại vì mình cứ nhắm vào cái thân xác này quá lớn thì bao nhiêu cái tụng kinh tụng chú niệm phật của mình đều xoáy vào cái thân thịt này hết đem cá một cái đại pháp của đức thế tôn dùi lắp vào trong cái túi thịt này mà cái túi thịt này là cái túi vô thường không bao giờ nó trường tồn với chúng ta nó chỉ người thì năm năm người thì mười năm người thì ba tháng người thì bốn tuần gì đó cũng có một thời gian ngắn ngủi thôi chứ không có gì cả bảo đảm như vậy từ cái lúc mình ở Việt Nam mình qua đây rồi bây giờ mình sống ở đây bây giờ nghĩ lại cái lúc ở Việt Nam ba bốn chục năm nó trải qua như hai ba ngày. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta có ngộ ra cái chuyện Phật Pháp để kịp thời cứu mình hay không? Nếu mà ngộ ra Phật Pháp thì khi người nhà chúng ta bị bệnh mà bác sĩ bảo rằng là không còn cách nào cứu chữa được thì đây là cái cơ hội cuối cùng trong cuộc đời này để ta cứu được người thân đấy. Nhưng mà đáng tiếc là trên thế gian này tìm một người mà đồng tình, hiểu được Phật pháp không có dễ. Thì chúng ta đây phải đóng cái vai trò là những người hiểu Phật pháp, cứu độ nhau. Chứ không thì kẹt lắm chứ vậy ơi. Đau khổ vô cùng. Chỉ cần sới một cái, lúc đó mình nghĩ rằng à còn nước còn tắt ngày ngày đêm đêm cứ ở bên cạnh than than thở thở làm cho người bệnh đó phải chịu nạn đắng cay không cách nào có thể cứu thoát họ được mà chỉ cần ngộ ra một cái khuyến tấn à anh ơi anh đi về tây phương trước em theo sau thương như vậy mẹ ơi mẹ mạnh dạn đi về tây phương trước chờ con ở đó con theo sau mà nói những cái lời đơn giản vô cùng cho nên chứ vị có thấy lên đường dâm không dâm như là mười mấy hai chục cuộc rồi mà kể cả hội thảo kể cả thực tập thì cũng lên bao mấy cuộc rồi phải không dâm có nói cái gì mà gọi là cao siêu đâu cứ toàn là nói những cái chuyện hết sức là gần gũi này đừng có bao giờ khởi một cái niệm mà đem những lý đạo này cao siêu ra mà nói với những cái bà già ông già mà nói làm sao cho bà cụ không sợ chết Nói cho những cái ông cụ Không sợ chết Nói cho những cái cái bà già Đang bệnh đó tự nhiên Thấy mình vui vẻ tại vì mình có cái bệnh này Mà mình đi về trước ông dữ âm <laughs> Chị bị hiểu chỗ này không Tức là đây là một hoàn toàn là vấn đề tâm lý Cho nên chưa bị, bị nhớ là Chị bị nhớ là Là làm sao chúa dụng Sử chú dụng cho cái người đó Người ta không sợ chết Một người mà không sợ chết Tức là mình tạo cho họ một cái tư thái gọi là tự tại trước cảnh chết Chứ nếu mà lúc đó mà mình khóc mình than nữa Thì người người đó không còn Không còn cái cái, cái cảm giác tự tại nữa Một người đang bị bệnh Đang già yếu Mà mình làm cho họ cảm thấy vui vẻ thoải mái À nhờ cái căn bệnh này mà ta về Tây Phương sớm Nhờ cái căn bệnh này mà ta mãn nguyện rồi tại vì ngày ngày mình nguyện vãng tranh tây phương cực là xin thưa với chữ vị tất cả đã đều nằm ở chỗ này đây hộ niệm là như vậy vấn đề tâm lý nó vô cùng quan trọng mình phải đem cái tâm lý lành mạnh vững vàng để mà giúp cho người ra đi có cái tâm lý vững vàng lành mạnh vui tươi hoan hỉ để họ trở về tây phương chỉ cần một cái trạng thái tâm ý như thế này cảm ứng đạo giao với đại nguyện của Đức A Di Đà. Mà người đó thấy gì nằm đó than lên thở chú người ta dơ tay vẫy chào người ra đi. Thực sự nếu là thân mệnh này nó còn kỳ hạn tức là còn 5 năm, 3 năm, 4 năm nữa, tự nhiên căn bệnh hết chứ vậy ơi, lạ lùng lắm, đây là một cái sự thực mà ông đã chứng kiến rất nhiều cho không phải bây giờ không biết làm sao kể, chết mà thực sự như vậy. Có những người người ta lành bệnh 2 năm, 3 năm, 7 năm. Có những người là, lành bệnh đến nay vẫn chưa ra đi. Không có trên 10 năm rồi. xin được thật lạ lùng lắm như vậy. Đây là một chuyện bất khả tư nghiệp. Mà chúng ta phải tin tưởng. Cho nên mong chư vị phải biết được như vậy. Ta biết được cách kêu nhau thoát cảnh khổ đi về cảnh sướng để thành đạo luôn. Nam-mô-a-di-đà-phật a di -đà, à đà phật Lời con dạy thiên gia ta, chắp tay sẽ nở hoa Lắng nghe thanh âm thị gì, gì? Nam-mô-bồ-tát-phật-đà